Đây là bộ anime kể về một gia đình đổ vỡ ở thế giới thực, cố đi tìm kiếm hình mẫu lý tưởng của mình trong thế giới ảo, nơi họ bị tấn công bởi một con virus có khả năng xâm nhập từ thế giới ảo qua thế giới thực, khiến tâm trí con người đăng nhập từ thế giới thực vào thế giới ảo, mất đi khả năng phân biệt thực ảo và cuối cùng phải sống trong một thế giới ảo mà tưởng đó là thực và thậm chí thế giới ảo đó còn không được tạo ra bởi người thực. Video này được mang đến cho bạn bởi content lười và giọng đọc vui vẻ, được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc, học tập, rửa bát. Chích nhau. Đời chúng tôi tổng hợp và góp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy comment bên dưới và đừng quên vào group phim này hay page nơi mà chúng tôi bàn luận về phim cũng như là mua áo của chùm cuối, link trong phần mô tả và bình luận. Bộ phim mở đầu bằng cuộc đi săn quái vật của hai player trong trò Planet. Hai người đã nghỉ cả làm, thức xuyên đêm để truy đuổi một con xích long suốt 3 ngày. Đen thay là họ sắp tiến tới đồi choạng vạng, lãnh thổ được cai quản bởi gia đình ma cà rồng BD đứng đầu là Edward Cullen. Đấy là trong vũ trụ khác thôi. Còn ở đây thì nó được cai quản bởi 4 phế nhân nghiện game với chỉ số cao ngất ngưởng đứng đầu toàn server. Họ sở hữu 5% lãnh thổ của trò chơi và được gọi là gia đình Akabane. Từ căn nhà trên đồi trạng vạng, một avatar đội mũ đỏ bước ra, một chém cắt đầu con xích long. Đây là Ichi, nổi tiếng với sở thích đố sát người khác. Thấy Ichi là một thanh niên khá rén, nhưng mà người còn lại thì vẫn mở lời đòi trả vật phẩm. Trong trò chơi này thì khi tiêu diệt quái vật, hệ thống sẽ tự trao phần thưởng cho người gây nhiều đam nhất. Ichi chửi hai thằng thảm hại khi mà đuổi theo con rồng 3 ngày mà không gây nổi sát thương bằng một chém của cậu ta. Dạo này Ichi hạn chế PK rồi nhưng mà hai thằng không chịu rời đi, nên là cậu đành đưa hai người tới cho sếp Bạch xử lý. Ichi dẫn hai thằng vào nhà, ở trong là một nhân vật nữ tên là Mai và một nhân vật nam tên là A. Thấy hai vị khách bị thương, Mai sử dụng phép chữa trị cho họ. Khác xa với tưởng tượng của hai thằng về cái ổ nghiện game thì ở đây có không khí Alabama Sweet Home phết. Sếp Bạch xuất hiện, khí chất bốc ra như một con boss thế giới đủ để hai thằng biết hôm nay là sẽ tiêu đời. Ichi trình bày vụ xích long, sếp Bạch nghe xong liền đề nghị Ichi là trả vật phẩm cho họ ngay vì tin rằng cách phân bổ vật phẩm của trò chơi này còn nhiều thiếu sót. Sau đó thì lão nhờ May dịch chuyển hai thằng tới thị trấn gần nhất. Hệ thống chia vật phẩm thì như bòi nhưng mà kỳ lạ là hệ thống ăn uống lại được chăm chút vô cùng tỉ mỉ. Cả hệ thống hỏng vật dụng để người chơi phải mua đồ mới nữa. Nhà phát hành cứ phải gọi là sờ tong. Trải nghiệm của Ichi tại thế giới này có thể gói gọn lại trong một từ là hạnh phúc. Cơ mà ở thế giới thực thì Ichi là một thằng cô lập với xã hội, phòng thì như cái kênh chat VCS. Câu cửa miệng của cậu là chửi tất cả mọi thứ chó m***, lôi cơ thể suy nhược chó m*** ra khỏi căn phòng chó m***. Ichi chạm mặt đứa em chó m*** Asuma, thằng học sinh danh dự chó m*** luôn nhìn thằng anh bằng đôi mắt khinh bỉ chó m***. Tiếp tục lết tới căn bếp chó m***, Ichi thấy kẻ chó m*** nhất trên đời là ông bố của cậu, người đã giết chết em gái Ichi. Lão hỏi chuyện nhưng Ichi không trả lời. Cậu mở chiếc tủ lạnh, tưởng nó sẽ không chó m***, cơ mà nó vẫn chó m***. Vì không có đồ ăn, ông bố bảo cậu ăn suất của mình nhưng mà Ichi chỉ quay đi. Bất chợt đèn chớp nháy, thấy ông bố bị đau lưng mà vẫn cố đứng lên thay cái bóng đèn cho ông. Ichi tới cầm lấy chiếc bóng mà ông già đừng có cố quá. Bố Ichi tức giận khi thằng con gọi mình là ông già, thế là lại cãi nhau. Chiếc bóng đèn bị quăng xuống đất, Ichi lại chửi tất cả mọi thứ cho rồi chạy về phòng đăng nhập vào Planet, nơi duy nhất cậu cảm thấy vui. Trong game thì May đang chăm sóc cho vườn hoa của mình. Này May, cậu có biết rằng để bù lượng oxy hít vào của 31.000 người cần trồng 20 triệu cây xanh không? Ý cậu là sao cơ? Lên đồ đi, tôi muốn đi giết người. In game, May nhận ra tâm trạng của Ichi hôm nay không được vui, nên rủ cậu thử làm vườn. Ichi hỏi là cô suốt ngày dọn dẹp nấu nướng tới cây thì có vui không? Tất nhiên là vui rồi. Không chỉ được chơi cùng mọi người mà tớ cảm thấy mình có trách nhiệm hơn. Ví dụ nha, nếu mà tớ không chăm sóc thì vườn hoa này sẽ héo mất. Nhưng mà nó có được lập trình để héo đâu. Đang tâm sự thì Ichi được gọi vào xem thư tuyên chiến của băng hải tặc. Ichi đòi đi tật nhau ngay. Thì khuyên Ichi bình tĩnh đợi quyết định của sếp Bạch. May thì giờ mới nhớ ra là sếp Bạch sẽ không đăng nhập một thời gian sau phải nhập viện. Ichi mất bình tĩnh hỏi về tình trạng của sếp Bạch. Nhưng mà rồi cũng thôi, tại vì luật duy nhất của gia đình Akabane là không tò mò về đời thực của nhau. Chợt căn nhà bị tấn công, chạy ra ngoài thì thấy một con tàu chiến của hội hải tặc, chúng đã phá hỏng khu vườn của May. Ichi tức giận trèo lên nóc, tung một chiêu tuyệt kỹ song kiếm hủy diệt con tàu. Tránh việc Ichi dại dột một mình tấn công đám hải tặc, May rủ Ichi đi thám hiểm ngục tối. Bảo là có việc nên là đang xuất trước. Sau đó thì Asuma tới trước cửa phòng Ichi, báo cho ông anh biết là bố vừa nhập viện và phải ở đó phẫu thuật một thời gian do thoát vị đĩa đệm. Ngày hôm sau, sếp Bạch trở lại. Lão quyết định đàm phán với lũ hải tặc nên là rủ A và Ichi tới chỗ hang ổ của chúng. Ichi nhất quyết không vào gặp thủ lĩnh của băng hải tặc. Gặp mặt nữ hoàng hải tặc Pico, sếp Bạch vào thẳng vấn đề, đề nghị nhượng lại hai hầm ngục cho đám hải tặc để chiến tranh không xảy ra. Cơ mà cái thứ băng hải tặc quan tâm là cái đồi trạng vạng, đó là nơi được đồn là hắc điểu sẽ xuất hiện. Hắc điểu là vật phẩm tối thượng của trò chơi, đem nó cho nhà phát hành sẽ được thưởng 300 triệu tiền thật. Thấy sếp Bạch từ chối, Pico đưa ra điều kiện khác là giao nộp Ichi. Nhắc tới đây thì Ichi đạp cửa xông vào.
thề là xóa nhân vật còn hơn là về phe Pico. Pico mừng đỏ mặt khi thấy Ichi bắt Sếp Bạch đưa ra quyết định. Sếp Bạch tung một chưởng bạo liệt quyền thổi bay cả căn phòng, tuyên bố Ichi là thành viên quan trọng của gia đình Akabane và gia đình Akabane thì chấp nhận lời tuyên chiến. Để bảo vệ đồi trạng vạng, gia đình Akabane mua vài bộ khuếch đại phép thuật từ bang hội Granada, bang hội thương mại số 1 trò chơi. Tình hình đang căng mà thấy A chẳng nghiêm túc. Ichi bảo đấy là lý do mà A yếu nhất hội. Cái danh phế nhân nghiện game tồn tại chỉ bởi Ichi và Sếp Bạch. A chốt ngay câu là mình không thích cái tên đó. Cậu khinh thường nhất là mấy thằng vô công rồi nghề, tự cô lập bản thân. Ichi nghe vậy thì liền chém gió là mình một vợ hai con, ăn nên làm ra với 3 Zeros trong tài khoản. Xàm lờ xong thì Ichi lập tức đăng xuất cho bớt khó xử, tiện thể kiếm cái gì để ăn thì vì 3 ngày chưa ăn rồi. Cậu lại tìm tới căn bếp chó má, mở cái tủ lạnh ra, vẫn trông giống một cách chó má. Thằng em Asuma sau đó vào bếp làm một đĩa cơm trứng cho Ichi. Giữa chừng thì Asuma bảo Ichi nên ra ngoài nhiều hơn, hoặc là đi thăm mộ Aya, khiến cho Ichi ho sặc sụa. Ăn xong đĩa cơm trứng thì Ichi lại trở lại Planet, nơi mà Sếp Bạch và May đang quẩy nát đội hình đối phương. Một bạo liệt quyền của Sếp Bạch hủy diệt hàng chục tàu chiến của bang hải tặc. Họ còn nhận được sự giúp đỡ của hội Granada. Đây là Leon, trưởng hội Granada, và cậu bạn thân Sasumata. Leon bảo là vì gia đình Akabane là nguồn cung cấp nguyên liệu quái vật rồng quan trọng của Granada nên là họ mới giúp đỡ. Nhắc tới hắc điểu thì Ichi nghĩ là nếu có thể đổi nó lấy 300 triệu thì cậu có thể sống cô lập cả đời. Ngay cả Sếp Bạch cũng bảo là muốn số tiền đó, vậy nên là Ichi nghi ngờ Leon có âm mưu gì đó. Tuy nhiên Sếp Bạch lại tự tin cậu ta là người yêu thích trò chơi này hơn ai khác. Tạm biệt nhóm Leon, gia đình Akabane trở về thì đã thấy căn nhà bị phá tan hoang. Họ tìm thấy một chiếc lông chim màu đen và sau đó hắc điểu xuất hiện. Lúc này thì Leon đã lên thuyền của bang hải tặc, chửi cả đám là lũ cặn bã và nên rời khỏi trò chơi đi vì đang làm ảnh hưởng tới niềm vui của người khác. Chém đầu Leon cho bớt làm nhảm, Pico ra lệnh tổng tấn công gia đình Akabane. Tuy nhiên kết giới đã dựng xong và đại bác không thể phá vỡ. Hội phó Shiga khuyên Pico bình tĩnh cứ chờ xem họ xử lý hắc điểu thế nào. Ở trong kết giới, hắc điểu xuất hiện dưới hình dáng của con xích long Ichi chém đầu hôm trước. Điểm yếu của xích long là hàm và ngực. Con này thì mất đầu rồi nên là Sếp Bạch và Ichi dồn combo tấn công một phát xuyên ngực con rồng nhưng mà không ăn thua. Sau đó con rồng tiến về phía A và May. Support mà đi thì mệt lắm nên là A hy sinh đẩy May ra. May định hồi sinh cho A nhưng mà nhận ra là cậu ta đã không còn online. Sếp Bạch tỏ thái độ kỳ lạ, ra hiệu cho cả hội đang xuất. Lock out khỏi trò chơi, bố Ichi kêu trợ lý tìm địa chỉ của người chơi A và gọi xe cứu thương. Về phía Ichi, sau khi đang xuất khỏi trò chơi, cậu nghe thấy tiếng thằng em gọi mình. Chạy sang xem thì thấy Asuma ngồi gục, có vẻ là vừa bị ngã khỏi ghế. Ichi giật mình khi mà trên màn hình đăng nhập là nhân vật A. Gọi xe cứu thương đưa cậu em tới bệnh viện. Bác sĩ bảo Asuma có dấu hiệu rối loạn chức năng vận động, không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng mà nên ở viện để theo dõi thêm. Đợi thằng em nói năng được bình thường thì Ichi hỏi xem Asuma có đang chơi Planet không. Asuma sấy một tràng về mấy trò chơi trực tuyến và cả những kẻ thảm hại bám lấy chúng. Anh thấy mày cũng có tài khoản mà, nhưng mà chỉ để xem sách thôi. Ichi nghe thế thì chạnh lòng phết nên là không dám nói ra thân phận, sợ gia đình Akabane sẽ đổ vỡ, lại chửi cuộc đời cho má. Ichi chạy về nhà. Asuma ở lại thì tìm cách liên lạc với ông Bo. Bác sĩ nhận định thứ gây ra tình trạng của cậu có thể là chiếc kính đã đeo khi chơi Planet, và ông già Asuma là người phụ trách phát triển cái kính và cả trò chơi luôn. Bất ngờ, một người phụ nữ xuất hiện. Đây chính là trợ lý của bố Asuma, tên là Hana. Cô ta bảo là đừng để vụ này cho ông Bo của cậu biết. Cùng lúc đó, Ichi đã trở về nhà. Cố đăng nhập Planet nhưng mà nhận ra tài khoản đã bị hack. Cậu đã được ông Bo dạy cách dùng máy tính nên là có thể tự mình xử lý, lấy lại được nick. Ichi đăng nhập vào Planet, hắc điểu mất dạng nhưng mà cậu tin là nó đang trốn đâu đó trong kết giới. Ở bên ngoài, Pico quyết định sẽ theo đuổi Ichi, tạm thời chuyển chức thủ lĩnh cho Shiga để anh lo vụ hắc điểu. Sau đó cầm dìu chém vỡ kết giới và đi tìm gặp Crush. Cô đòi một trận solo, nếu cô thắng thì Ichi phải gia nhập băng hải tặc. Ichi đồng ý ngay vì tự tin mình sẽ không bao giờ thua. Lực chiến của Pico lúc này đã mạnh gấp 4 lần. Ichi thì đã thành công tìm đủ 72 đứa con thất lạc của vua dây đệ nhị. Trong lúc hai đứa đánh nhau thì ta ngược dòng quá khứ. Khi mà Pico là một nữ sinh cấp 2, bố cô là một ông trùm Yakuza, mẹ cô là Keria. Ba để mắt, hay nói đúng hơn là kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của Pico. Mấy giờ đi học, ngày học mấy tiết, quen với những bạn nào. Để trả đũa ba mẹ quá quắt thì Pico thỉnh thoảng trốn học để đăng nhập vào Planet. Cô không chơi mà chỉ ngồi lủi thủi một góc, nhìn những người đi lại trên đường với gương mặt tươi cười. Mãi cho đến khi cô gặp một người không cười giống cô là Ichi. Lần đầu bắt chuyện thì Ichi chém bay đầu Pico, nhưng mà sau đó hai người lập tổ đội đi săn quái, đi oánh lộn. Pico đã tìm được niềm vui, có thể cười rồi, nhưng mà Ichi thì vẫn chưa. Ban đầu cô nghĩ Ichi là một người bất hạnh, nếu gặp nhau ngoài đời thì cô có thể giúp cậu vui lên. Sau này Pico phát hiện mong muốn gặp Ichi là một sự ích kỷ của chính bản thân cô, tin Ichi sẽ giúp mình thoát khỏi thế giới kiểm soát của mẹ. Nhưng mà khỏi cần quan tâm lý do là gì vì dù thế nào thì Ichi vẫn từ chối gặp mặt với thái độ khó chịu. Đỉnh điểm của sự căng thẳng là 3 năm về trước, sau khi Ichi quyết định nghỉ chơi với cô, Pico lập ra băng hải tặc, nơi mọi người có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn, từ đó giúp họ chút bỏ gánh nặng trong cuộc sống đời thực. Pico ghét gia đình Akabane vì đó chỉ là nơi khiến mọi người trốn tránh thực tại. Cô luôn muốn kéo Ichi về băng hải tặc. Trở lại với trận solo thì Pico đã thua và Ichi rủ cô
đi tìm Hắc Điểu. Ichi thực ra nghỉ chơi với Pico không phải là vì cô cứ đòi gặp cậu, mà là chính vì cậu đã bắt đầu muốn gặp Pico. Biết chuyện chẳng đi đến đâu nên là Ichi quyết định tránh mặt cô. Bất ngờ trên hệ thống thông báo Pico cùng vô số thành viên khác đã bị kích khỏi băng hải tặc. Pico lập tức rời đi. Trên tàu hải tặc, cầm đầu cuộc đảo chính tất nhiên là kẻ đang giữ chức hội trưởng tạm thời là Shiga. Anh ta còn có sự hỗ trợ của Leon và Sasumata, giải thích cho mấy thành viên theo phe Pico còn ở trên tàu. Chỉ trong 2 năm rưỡi, băng hải tặc đã tiếp nhận 3.000 thành viên. Kết quả của việc nhận đơn đăng ký mà không từ chối ai, Pico bảo là hội này là nơi để xả stress, nhưng mà rõ ràng là nó ảnh hưởng xấu tới nhiều người chơi khác. Những thành viên ở đây đa số đều là người thuộc hội anti Pico, ở đây với mục tiêu là xóa sổ băng hải tặc. Riêng Shiga có ý đồ khác là độc chiếm Hắc Điểu và kiếm 300 triệu, sau đó thì hắn sẽ rời bỏ trò chơi nhảm nhí này. Pico đã trở lại tàu chỉ để nghe Shiga chửi cái bọn quen nhau qua mạng rồi ảo tưởng đấy là mối quan hệ thực sự toàn là cái bọn đầu đất. Ichi cũng tới và rõ ràng là phản đối ý kiến này. Cậu thanh niên đấu khẩu hơi đần nên là bị lép vế. Được đà lớn tới, Shiga đụng chạm tới gia đình Akabane. Ichi sôi máu bộc phát một trưởng bẻ đôi con tàu. Leon điều khiển trọng lực giữ con tàu lại. Trong lúc đó thì Ichi đã ngỏ ý cùng Pico xây dựng một bang hội mới với những người mà họ tin tưởng. Pico hạnh phúc tới cháy nước mắt. Ngay sau đó thì Shiga xuất hiện với bộ dạng khác. Đây là lý do mà hắn muốn chiếm chức thủ lĩnh, vì thủ lĩnh là người duy nhất sử dụng được bộ giáp sĩ quan hải tặc, một vũ khí bang hội phụ thuộc vào số lượng thành viên. Với 3.000 thành viên thì Shiga có thể tự tin rằng mình đang là kẻ có chỉ số cao nhất planet. Ichi bắn sóng kiếm nhưng bị Shiga một tay ngăn cản, không thể đọ sức với Shiga. Ichi sử dụng tuyệt chiêu cảnh sát Mỹ những năm 1970, tức là giam bóng khiến đối phương không thể di chuyển. Dù vậy thì Ichi vẫn không có cách nào để đánh bại hắn ta, đồng thời tỏ ra khó hiểu khi mà thấy Pico cứ đứng yên chả động thủ gì cả. Pico thì không giận dữ như Ichi, tại vì sau cùng thì cô chỉ coi đây là trò chơi, bang hội bị cướp thì xây lại cũng được. Cái mà cô quan tâm là mối quan hệ với Ichi cơ. Vậy nên là cô không thể nói đây là trò chơi và phủ nhận thế giới của cậu. Cô đưa ra cách đánh bại Shiga, đó là phá hủy lá cờ bang hội. Sau đó thì vũ khí bang hội sẽ tự động biến mất. Pico chạy vào phòng thủ lĩnh định tìm lá cờ thì bất ngờ lại gặp Sếp Bạch. Lão lập tức chém phăng một tay của Pico. Pico tưởng Sếp Bạch tới đây là để cướp lại Ichi, nhưng mà ông thực ra là tới vì cô. Lão tiết lộ Pico chỉ là trí tuệ nhân tạo và là một phần của Hắc Điểu. Chính vì cô xuất hiện ở đây nên là Hắc Điểu mới lộ diện. Hắc Điểu thì cũng là một trí tuệ nhân tạo với nguồn thức ăn là cảm xúc con người. Pico không tin, cố đánh trả nhưng mà tất nhiên là không ăn được admin trò chơi. Sếp Bạch đứng kể mọi điều ông biết về cô. Tên thật của cô là Hinako, 17 tuổi, sinh ngày 2 tháng 10. Có một ông anh trai 24 tuổi, tức giận với sự kìm kẹp của mẹ. Năm 11 tuổi thì cô đã cố tình làm hỏng nhẫn đính hôn của bố mẹ rồi ném nó xuống ao. Cô thích đọc truyện sẽ gây nhưng mà luôn vứt đi sau khi đọc xong. Cô là em gái của người từng thuộc cấp dưới của ông, hay đúng hơn là một trí tuệ nhân tạo được tạo ra từ ký ức của cô bé đó. Không muốn tranh cãi nữa, Pico định đăng xuất nhưng mà không được. Cái thế giới thực của Pico ấy thì thực chất cũng chỉ là một cái thế giới ảo do Sếp Bạch tạo ra để chứa các trí tuệ nhân tạo. Lão gọi nó là lồng chim. Sếp Bạch sau đó liên tục ra đòn khiến cơ thể Pico tổn thương 100% nhằm ăn Insato cô vĩnh viễn. Lão cũng tò mò muốn biết là trước khi chết thì trí tuệ nhân tạo nghĩ cái gì, liệu là có căm hận người giết nó không. Tuy nhiên thì Pico chỉ nói là mình yêu Ichi rồi tan biến. Cô trợ lý Hana bảo Pico đã bị gỡ cài đặt hoàn toàn, mọi dữ liệu về cô đã bị xóa sạch, nhưng mà đến cuối chúng ta biết được là Hana bốc phét. Pico chỉ là một trong nhiều trí tuệ nhân tạo cần gỡ bỏ. Tuy nhiên thì việc sử dụng quyền admin lại để lại nhiều tác dụng phụ, cộng thêm cái lưng đau của bố Asuma nên là công việc đang diễn ra rất chậm. Trong Planet thì tuyệt chiêu siêu hèn của Ichi hết tác dụng. Shiga giành phần chiến thắng và sẵn sàng cho mục tiêu tiếp theo. Hắn ta đồng ý hợp tác với Leon, xóa sổ băng hải tặc tại vì Leon bảo là biết cách triệu hồi Hắc Điểu. Hắc Điểu xuất hiện với một hình dáng kỳ dị. Hệ thống Planet nhận diện nó là một virus, cử quân tới nhưng mà lập tức bị xóa sổ. Shiga thì vẫn chưa biết gì và tràn đầy tự tin. Cơ mà vừa bị nó chạm vào người thì một cảm giác sợ hãi kỳ lạ xuất hiện buộc Shiga đăng xuất. Để rõ hơn thì Hắc Điểu là một loại virus máy tính có thể lây nhiễm vào não người, tách tâm trí con người khỏi cơ thể, số hóa rồi đưa nó vào lồng chim, nơi mà Hắc Điểu sẽ tra tấn tâm trí nạn nhân tới khi họ tử vong. Tóm lại là bị Hắc Điểu tiếp xúc rồi coi như là đi luôn. Biết Shiga đã chết nhưng mà Leon vẫn không cảm xúc, cho rằng đó là lỗi của anh khi mà dám cười nhạo thế giới này. Sau khi hồi sinh trở lại thì Ichi hạ sát bất kỳ kẻ nào vui mừng với sự tan rã của băng hải tặc. Tìm kiếm nhân vật Pico thì hệ thống báo là nhân vật này không tồn tại. Ichi tức đến nỗi phi chiếc kính ra khỏi cửa sổ. Lần đầu tiên cậu cảm giác thế giới game còn ngột ngạt hơn thế giới thực. Đúng lúc này thì mẹ của Ichi vừa từ tiệm net về, nhặt được chiếc kính Ichi vừa vứt. Bà tới đây để mang cho Ichi món bánh khoai tây. Sau đó thì hai người đưa nhau tới bệnh viện thăm Asuma. Hốt hoảng khi thấy mắt Asuma chảy máu, mẹ Ichi lập tức chạy đi. Ichi thì gọi bác sĩ tới. Bác sĩ bảo là em trai cậu vẫn ổn. Ổn cái đầu ông, trông nó như vừa xem liền 70 tập Skibidi Toilet ấy. Thế mày với tao thằng nào là bác sĩ? Tao bảo ổn là ổn. Mai ra quầy làm thủ tục xuất viện. Hôm nào cũng gặp mấy thằng hãm, biết thế bố mà đi làm streamer. Sau khi bác sĩ rời đi, Asuma xin lỗi Ichi về những lời nói dối lần trước. Cậu thực sự cảm thấy vui khi chơi Planet, bảo đó là nơi trú ẩn bình an cho tâm hồn. Ichi nghe vậy thì cũng thú nhận luôn thân phận của mình.
Lại quay về quá khứ, Asuma sinh ra thì đã kiểu Ajano Koji-kun, không phải là đánh cờ ngu như lợn mà là chả bao giờ bộc lộ cảm xúc. Vậy nên là cậu lúc nào cũng bị cô lập. Cậu nhận ra điều đó khi chỉ mới học lớp 5. Ichi lúc này thì vẫn chưa lùn hơn Asuma, học giỏi, nhiều bạn, luôn giúp Asuma thoát khỏi mấy đứa bắt nạt. Nhưng mà rồi tới ngày thấy anh trai tự cô lập bản thân thì Asuma mất đi ánh sáng đời mình. Đó là lúc cậu gặp được Ichi trong Planet và coi đó là ánh sáng mới. Và giờ khi nhận ra thân phận của ông anh thì Asuma ôm lấy Ichi, lập tức rủ anh về chơi Planet. Ichi giúp Asuma làm thủ tục xuất viện. Trên đường về, hai thằng thảo luận rất nhiều thứ trong Planet. Trong lúc Ichi đi đổi tiền thì Hana lại tới. Hana cảnh báo Asuma là đừng đăng nhập vào Planet nữa. Trở về nhà, Asuma vừa lấy chiếc kính đeo lên thử thì hắc điểu xuất hiện, tâm trí cậu bị tách khỏi cơ thể và đưa vào lồng chim. Ở thế giới thực thì Ichi cũng sững sờ khi thấy Asuma đã ngất. Hana chạy vào bảo Asuma hết cứu. Thường người bị hắc điểu lây nhiễm sẽ chết ngay lập tức, nhưng mà kỳ lạ là Asuma vẫn thở. Hana tiết lộ là có cách để cứu Asuma, nhưng mà chỉ khi Ichi sẵn sàng chết thay cậu ta thì cô mới nói. Và khác hẳn với quả vẻ ngoài bẩn bẩn hèn hèn thì Ichi không do dự, đồng ý đổi mạng ngay. Hana thì cứ tưởng là Ichi ảo game có phép hồi sinh, giải thích rõ ràng một lần nữa, nhưng mà quyết tâm của Ichi không lung lay. Cô đưa cả hai anh em tới một cơ sở của tập đoàn. Hana giải thích cho Ichi về lồng chim. Ở trong lồng chim thì tâm trí Asuma đang bị hắc điểu tra tấn, nhưng mà Ichi xuất hiện kịp thời và cho cậu biết là đây không phải là thế giới thực. Lời nói và bộ dạng của ông anh hiện tại khiến Asuma tin ngay. Ichi sau đó phải đánh nhau với hắc điểu. Nhờ phần mềm diệt virus Goodnight World mà trước đó Hana đưa cho thì Ichi thành công tạm thời khiến hắc điểu ngủ yên, tạm biệt Asuma rồi đẩy cậu về thế giới thực. Asuma tỉnh dậy, cứ tưởng là Ichi đã chọn chết thay mình, nhưng mà thật may là ông anh vẫn đang ở đây khóc lóc. Hóa ra là cái thứ mà Asuma thấy trước đó chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo được Hana tạo ra dựa trên ký ức của Ichi rồi gửi vào lồng chim. Ichi hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với cái trí tuệ nhân tạo đó thì được biết là 99% khi trí tuệ nhân tạo nhận ra thế giới là giả thì nó sẽ tự sát. Hana lấy xe chở hai đứa về nhà. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ to lớn với ông già của hai đứa. Ông là nhân viên nòng cốt giúp tập đoàn phát triển cả Planet, hắc điểu và lồng chim. Giờ để làm suy giảm sức mạnh của hắc điểu thì ông đang cố gắng xóa bỏ các trí tuệ nhân tạo. Ichi tất nhiên là biết bố mình tài giỏi và cậu đã học lập trình từ lão, nhưng mà về phần tính cách thì lão ám ảnh với sự hoàn hảo và khắt khe với mọi thứ, kể cả chính gia đình mình. Lão muốn một gia đình lý tưởng và chính điều đó đã giết chết em gái của Ichi và khiến mẹ Ichi bỏ nhà ra đi. Thứ Ichi mong muốn là một người cha như sếp Bạch, luôn dịu dàng, ân cần và phóng khoáng. Hana định tiết lộ luôn thân phận của sếp Bạch nhưng mà thái độ của Ichi quá gay gắt nên là có nói ra thì cũng chưa chắc đã thay đổi được gì. Về đến nhà, Hana hỏi rõ hơn về cô em gái của Ichi. Cô bé tên là Aya, chị em song sinh với Asuma, trí nhớ kém và có phần hậu đậu. Do vậy thì cô bé không thể làm hài lòng kẻ cầu toán như bố Ichi. Hồi học tiểu học thì mỗi học sinh được phát cho một cuốn sổ liên lạc. Có lần Aya để quên sổ liên lạc ở trường khiến ông già tức giận, bắt cô bé phải quay lại trường lấy dù đã hơn 10 giờ tối. Trường cách nhà chỉ 5 phút đi bộ, đèn đường thì vẫn sáng. Mẹ Ichi còn gọi sẵn bảo vệ trường đứng chờ cô bé ở ngoài. Thế nhưng mà cô bé không bao giờ trở về. Thứ mà gia đình Ichi tìm thấy ngày hôm sau là phần còn lại của cô bé nhét trong một cái hộp các tông. Ông già của Ichi chối bỏ tội lỗi của mình trong đám tang cô bé. Từ đó thì Ichi đã tự cô lập và coi lão là kẻ chó nhất trên đời. Dứt lời thì kẻ chó mắc up all time nghe tin Asuma bị thương nên đã trở về. Giờ thì lão mới biết tin Asuma chính là người bị hắc điểu lây nhiễm. Bất ngờ vì Asuma còn sống, lão định đưa Asuma đi nghiên cứu não nhưng mà bị Ichi ngăn cản. Trách lão là giết con một lần chưa đủ hay sao? Lão bảo là hãy để chuyện của Aya ở lại quá khứ. Điều này làm Ichi phát điên, định đấm lão già, nhưng mà Asuma đã thay cậu làm điều đó. Không phải vì cậu tức giận mà vì không muốn quan hệ của hai người tệ hơn. Asuma biết là bố mình cũng đau lòng và chỉ nói những lời khó nghe để bảo vệ cái tôi. Cơ mà cái tôi vẫn cao. Lão đuổi Ichi khỏi nhà và cậu chạy đi thật, nhận ra là cái mồm mình lại hướng về thùng các tông. Lão đuổi theo Ichi nhưng mà giữa đường lại bị một con chuột chém cụt chân. Trước đó tại cơ sở của bang hội Granada, Leon đã cho lãnh đạo cấp cao của hội biết Sasumata cùng rất nhiều người chơi trong thế giới này là trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên thì chỉ có Sasumata là tự nhận thức được điều đó. Giờ đây thì sếp Bạch đang muốn tiêu diệt Sasumata và để bảo vệ Sasumata thì Leon phải tái tạo lại thế giới. Cậu ta quyết định để hắc điểu nuốt chửng toàn bộ thành viên của Granada. Sau đó thì đường phố bắt đầu xuất hiện nhiều con quái vật kỳ lạ. Con chuột tiếp tục tấn công Ichi. Cậu nhận ra đây là một loài quái vật trong Planet. Cướp cây lưỡi liềm của nó thì nó sẽ mất ý chí chiến đấu mà bỏ chạy. Ichi sau đó còn mở được thanh công cụ như trong game. Bố Ichi đã lờ mờ đoán ra và bảo Hana sử dụng phép chữa thương thì lập tức chân ông liền lại. Vậy là quá rõ, 4 người ở đây và hàng triệu người khác tiếp xúc với Internet đã bị hắc điểu lôi vào một thế giới ảo, có thể gọi là lồng chim 2.0. Rất nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. TV thì đưa tin quái vật đã xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới và tấn công mọi người. Ichi còn thấy mẹ mình sắp bị tấn công, lập tức cùng Asuma chạy đến cứu mẹ. Cả ba sắp bị dẫm bẹp thì con quái bị một trưởng bạo liệt quyền tiêu diệt. Đó là chiêu thức độc quyền của sếp Bạch, nhưng mà người xuất hiện lại là bố của Ichi trong body 8 múi. Vì đây là thế giới ảo nên là lão có thể hack một phần thế giới và chỉnh sửa lại nhân vật. Cơ mà chỉ một phần thôi là không
không đủ để đưa gia đình về thế giới thực. Kẻ nắm trong tay thế giới này là hắc điểu và phải đánh bại nó thì mọi thứ mới trở về bình thường. Dù là thế giới ảo nhưng mà mẹ Ichi vẫn chưa hết bệnh hoang tưởng. Bà vẫn cho rằng cô con gái Aja đang ở ngay đây. Nắm vai vợ, trong thâm tâm bố Ichi muốn cả nhà tha lỗi cho mình, nhưng mà chỉ số hơi cao khiến vợ bị đau. Ichi thấy vậy thì xiên cho ông già nhát kiếm vào lưng. Lão già tát Ichi vài chục mét rồi nói xin lỗi cả nhà. Cơ mà Ichi đếch quan tâm nữa. Hana thì giờ mới nói ra việc cả bốn người đều là thành viên của gia đình Akabane. Bốn người là một gia đình lý tưởng trong game thì tại sao ngoài đời không như thế nhỉ? Ichi vẫn đang sốc thì Leon và Satsumata xuất hiện. Satsumata giờ là chủ nhân của thế giới ảo, không có cửa chống lại hắn nên là bố Ichi bảo mọi người rút lui. Satsumata và Leon đã thảo luận về vấn đề này. Dù bố Ichi đã giết vài trí tuệ nhân tạo nhưng mà lão vẫn là người tạo ra hắc điểu và thế giới tuyệt diệu Planet. Satsumata quyết định sẽ để ông sống tại thế giới này cùng gia đình. Bốn người sẽ lại là gia đình Akabane. Chỉ riêng Hana thì khác, cô là trợ lý của bố Ichi và đã giúp lão xóa sổ các trí tuệ nhân tạo nên là cô phải chết. Hana bị bóp nát bét, Ichi thì lại càng sốc hơn nữa khi biết Pico là trí tuệ nhân tạo, cho rằng đó là trò đùa ác ý của ông già và căm ghét ông hơn. Một tuần sau thì trong lồng chim 2.0 chia thành hai kiểu người. Người biết đây là thế giới ảo và đi farm quái cây cấp. Người không biết đây là thế giới ảo thì đi lút nhà của người bận đi farm quái cây cấp. Bắt gặp hai thằng trộm trên đường, Asuma đánh cho hai thằng tí dẹo. Sau đó thì cậu mang đồ ăn tới cho ông bố. Kể từ khi Hana chết thì lão tự nhốt mình trong nhà, không cùng Ichi và mẹ tới khu tị nạn. Thuyết phục mãi thì Asuma mới được cho vào. Hóa ra là cả tuần qua bố Asuma đã cố hồi sinh Hana nhưng không thể. Có vẻ như là chết trong thế giới này thì sẽ là cái chết ở thế giới thực. Asuma giúp bố chôn Hana. Đã một thời gian kể từ khi họ bị kéo tới chỗ này, cơ thể của họ tại thế giới thực thì như nào không rõ. Asuma thấy sống trong thế giới này cũng ok, nhưng mà là người cầu toàn thì ông già bảo mình không thể sống trong một thế giới giả tạo được. Lão không chấp nhận được việc đang đi ỉa bị drop FPS. Thôi thì cũng đành. Ông bố bảo Asuma ở lại đây đêm nay, rồi ngày mai hai người sẽ cùng nhau tới trại tị nạn. Cơ mà Asuma bảo là ông nên tránh gặp Ichi. Anh trai cậu đang tuyệt vọng lắm rồi, có khi gặp lão thì Ichi tự luôn. Thế là ông bố đưa cho Asuma một thiết bị, bảo cậu đưa cho Ichi, dặn là lần tiếp theo thấy mặt lão thì hãy kích hoạt. Ngày hôm sau, Asuma một mình tới trại tị nạn và người khác tới kể là chỉ cần đăng ký gia nhập vương quốc Granada là sẽ không bị quái vật tấn công, lại còn được cung cấp tiền và đồ ăn. Tại sân của một trường tiểu học, Leon đang kêu gọi mọi người gia nhập vương quốc thì sếp Bạch tới, dùng phép gây hoảng sợ, đuổi tất cả mọi người đi. Nói chuyện một chút với Leon thì ông vốn nghi ngờ cậu chỉ là một đứa trẻ khi mà thấy cậu đam mê trò Planet một cách cuồng nhiệt và thuần khiết, nhưng mà giờ đây thì lão chỉ muốn giết cậu. Lão xông đến, Satsumata xuất hiện, đảo ngược đòn tấn công. Sau đó hỏi lão xem là cậu ta được tạo ra từ cái gì. Mọi trí tuệ nhân tạo khác đều tưởng bản thân là người thực, tức là họ được tạo nên nhờ ký ức của ai đó, chỉ riêng mình Satsumata lại không có. Lão giải thích một tràng vừa dài vừa kém thuyết phục. Satsumata cho lão hỏi lại một câu. Sếp Bạch hỏi xem là có phải thực ra tất cả mọi người chơi trò Planet đã bị lây nhiễm từ lâu và gia đình Akabane là do Satsumata cố tình sắp xếp. Không trả lời, Satsumata đòi giết bố Ichi. Cơ mà khỏi cần, tại vì ông đã tự sắp đặt cái chết cho mình bằng cách biến thành một con virus xâm chiếm thế giới này. Ông đã để cái nút gỡ cài đặt cho Ichi. Giờ cậu chỉ cần nhấn đồng ý thì cả thế giới này và ông sẽ bị xóa bỏ. Ichi quyết định không nhấn mà chạy đi tìm lão. Bố Ichi cuối cùng đã chịu cho Satsumata biết sự thật là sau khi con gái của lão chết, sự dày vò đã thúc đẩy lão phát triển trí tuệ nhân tạo và tạo ra Satsumata, thứ phản ánh cái tôi không thể kiểm soát của lão và để nó chịu đau khổ. Lão vẫn thường gọi nó là Aya. Giờ đây thì lão sẽ hài lòng nếu chết cùng nó. Người không hài lòng ở đây thì là Ichi. Cậu tới với ý định phá hỏng cái kết lý tưởng của lão. Leon thì cũng cố gọi Satsumata về nhưng mà cuối cùng cũng không thay đổi được gì. Sau cùng thì mọi người thoát ra khỏi thế giới ảo. TV đưa tin là 70% dân số đã bị kéo vào thế giới ảo trong 13 ngày. Tuy nhiên thì chỉ một ít trường hợp ngoại lệ, còn lại là mọi người vẫn trở về an toàn. Tập đoàn phải xin lỗi và đổ vụ này là do nhân viên chống đối. Còn nhớ cái vụ lồng chim không? Thì Hana đã nói dối việc xóa bỏ Pico và để cô lại. Tại đó thì cô gặp được trí tuệ nhân tạo của Ichi. 8 năm sau, Asuma trở thành nhân viên của tập đoàn. Ichi cùng Leon thì đã tự thành lập một công ty. Hai anh em Ichi rủ nhau tới ngắm nơi là ý tưởng để tạo nên đồi trạng vạng. Họ không thể xây mộ vì chưa bao giờ tìm thấy xác của ông Bo và Hana. Vậy nên là họ định xây một căn nhà trên ngọn đồi này. Ichi quay đi trong khi Avatar glitch. Và đó là tất cả những gì xảy ra trong Good Night World. Tôi là Vui Vẻ. Đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.